đang làm cái gì vậy? Ủa, vợ về rồi hả? À, không gì đâu em. Sao chân em bị thương vậy? Thì có gì đâu. Chẳng qua tôi làm đổ nước lên áo anh Lộc. Tôi lo cho anh một chút thôi mà. Thôi, để đi lấy dầu thoa cho em nha. Tiền nước này còn dư khỏi thối. Nè, cầm 500 ngàn này về đi. Coi như là tôi trả công cho cái việc mà cô lau áo giúp cho chồng tôi. Nhưng mà nhớ, lần sau đặt tay cho đúng chỗ. Kẻo người khác hiểu lầm á, lại không hay đâu. Cô... Anh có chuyện gì á, định nói với em đúng không? Nãy giờ em cứ thấy anh đi ra đi vô hoài à, như là muốn nói gì với em vậy đó. Em là định đem tiền cho anh Tuấn trả nợ đấy đúng không? Anh thấy á, đây không phải là biện pháp hay đâu em. Nhưng mà em đâu có còn cách nào khác đâu. Em thừa biết là tình hình vợ chồng của hai mình mà. Mấy tháng nay nè em coi đi, quán mình có khách không? Anh đang gói đây nè. Em xin lỗi á, vì đã để anh vướng phải chuyện này. Nhưng mà đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi, có gì em đi làm thêm á, em bù tiền vào sau. Hôm nay á, chủ nhà lại qua đòi tiền mặt bằng đó. Giờ em lấy tiền đi hết, bây giờ quán mình đóng cửa hay sao em? Nhưng mà đó là người thân của em mà. Vậy còn anh thì sao? Em coi á, mẹ kế của em đối xử với em như thế nào. Còn cha của em nữa. Người đàn ông vô tích sự. Anh không có được nói ba em vậy. Anh không nhớ hả? Lúc mà ba anh bệnh á, em chăm sóc em bỏ tiền ra em có tính toán gì đâu. Anh Lộc, anh đi đâu đấy? Anh đi lại đây có chút việc. Anh đã giấu em đúng không? Có phải chuyển tiền nong không? Sao em biết? Em quan tâm đến anh thì chuyện gì mà em không biết. Chỉ có anh á là không quan tâm tới em thôi. Anh đi trước nha. Rồi cũng có ngày anh phải tìm đến em thôi mà.